ăn ra đi chị ơi. Tao biết mà, thế nào cần tao bắt tôi. Mày cho mồm vào. Cũng phải báo ấy. Mày thả nó ra chị cái. Mày thả ra đi đâu ơi. Mày tin là tao cho chúng mày hết đi tù được không? Mày tin là tao lục đôi mẹ tao cho thằng kia đi tù được không? Thôi, bây giờ tao bảo như thế này. Đi lại đâu ơi. Đưa tao vào quầy lên. Đưa ra đây. Thì xuống em xin chị đấy. Không đứng lên, chồng ra sao đi. Tao lú chúng mày ấy, thằng nào luôn vào tao. Đây, tao thả luôn đây. Quần nha, tao báo công an hết rồi nha. Còn bây giờ thằng kia đấy đang ở trên kia rồi à. Thôi chúng ơi, chị phải áo. Bắt đầu hình nó bà đi ra, đúng lên chồng. Bây giờ không chỉ em gì cả, còn những gì ấy, thằng nào nhốt vào tao, chúng mày phải trả giá hết nhá. Chúng ơi, mày để tình chị, mày rút hộ chị đơn kiện cho anh kia anh về cái. Dù gì anh kia cũng là anh kia về của bạn mà. Đến lúc vào chúng mày hành hạ tao đến đập tao, lúc tao vào xin chúng mày như nào. Chị sắp đến cả nơi rồi chúng ơi. Đánh đập em à? Ờ, chú chó em mới coi là treo lên đập tao vào tao. Này. Ôi bà ơi, bây giờ tôi biết lỗi rồi. Này vào tao. Đừng vì lời danh bon chen xôi dẫm lên nhau. Lỡ sau mai này bạn lỡ lầm lạc vương, tôi đây cũng không nhớ trước cho bạn yêu lẽ xong cuộc đời. Bây giờ biết anh Kiên đang đi đâu rồi anh ạ? Bây giờ toang rồi, bây giờ Kiên công an bắt cái bọn triệu tập lên thế này. Ôi giời, sao đây? Đi... biết đi đâu ấy mà đi tìm suốt không thấy. Bây giờ đi tìm anh Kiên đi, mau anh Kiên với chị chứ. Đây rồi đây, giờ công an người ta anh. Anh về sao nào? Anh về sao nào? Anh à! Kiên ơi! Sao đây? Xong rồi anh ơi. Xuống xuống. Sao? Bạn có giấy triệu tập công an bảo bạn lên công an đi rồi. Làm sao giấy ai gửi? Gửi không biết đấy, ai gửi của bạn nhưng mà công an đâu đưa cho tôi. Công an nó đưa cho anh biết anh ạ. À. Toàn ơi, công an triệu tập tôi lên trên xã rồi. Hay là thằng Dũng nó báo công an nhỉ? Em nghĩ chắc Dũng báo công an nhỉ? Nó tính nhốt con Lục ấy, cháu nó báo ấy bạn ạ. Ủa Toàn, tôi bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải làm sao đây? Chắc hay là, trốn đi. Chắc là thằng Dũng nó báo công an rồi, nên là công an mới cho tôi giấy triệu tập ấy. Thì bây giờ biết phải làm như nào? Thôi bây giờ nhá. Bây giờ để tôi lên công an luôn, còn bạn với cả thằng Bình phi về bảo với mọi người là thả con Ngọc ra đi. Vâng. Con Ngọc á? Ừ. Thôi đi. Tôi lên đây, tôi lên đây, xem mấy giờ. Người ta bảo mấy giờ? Xem mấy giờ đấy? Ủa, người ta bảo 3 rưỡi này, bây giờ là gần 3 giờ rồi. Tôi lên luôn. Ừ, bây giờ đi. Ừ, bạn đi nhá. Bây giờ bạn về, bạn bảo với tất cả mọi người là thả con Ngọc ra đi. Vâng. Không đánh nó nữa nhá. Có gì gọi tôi nhá. Ừ. Có gì anh gọi cho mọi người anh nhé. Thôi đi đi đi, có gì nhớ gọi về đấy để tôi bảo về bảo mọi người thả con Ngọc ra. Nhưng mà công an vừa đưa cho bạn à? Ờ, đưa tôi thì vừa đưa anh ạ. Đâu tôi đi đổ xăng, tôi không biết đâu. Thảo nào không tìm thấy, tôi đi có gì gọi nhá. Ừ, về bảo là con thả ra đây. Ừ. Đi, đi giờ đi, đi đi về 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 bảo đi. Để tao anh đi. Bây giờ lại đi. Thôi đi. Cây thật, giờ công an giấy. Đi về 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 nhá. Chị Thư ơi. Thả ra đi chị ơi. Tao biết mà, thế nào cần tao bắt tôi. Đây mình cũng không cần tao bắt tôi. Thả ra đi đâu ơi. Chúng ta thả ra gì cùng ấy nữa. Thế giờ rồi, bây giờ chồng tớ đang ở trên trên phường à? Thì đang trên phường đấy, công an đi lên rồi chị ạ, anh kia đi lên rồi. Mà ai xem lại có bạn biết được. Mở ra. Dũng nó báo thôi chị. Chồng tao làm thật đấy, đừng có đùa. Mà chồng tao bóng gan rồi. Này mày đừng có vênh đây nữa. Mà mày muốn như nào? Hay chúng mày muốn tao cho mày hết công an đúng không? Hay là thích người ta đổ đưa tiền cho cái tù không? Thôi có gì mày xin bảo Dũng giúp đỡ. Mày bỏ ra, đừng động đến tao. Bây giờ mày bảo Dũng đi. Thôi bây giờ mày về mày bảo thằng Dũng là bỏ cái đơn xuống, bọn tao cũng không tính líu gì đến mày nữa. Mày ra lệnh tao đây à? Ôi, bây giờ bọn tao thả mày ra rồi. Mày thả ra rồi, tao có bán mày là hành hạ. Đúng rồi. Bây giờ bọn tao mày rồi. Cái lúc vợ chồng tao mà lúc mà bọn chồng tao chưa báo công an đi. Ra chúng mày hạ tao ghê đi. Mày cũng thế thôi, giờ làm hòa. Ngồi giờ hòa rồi. Chúng mày đừng nói thái độ tao. Chúng mày tin là tao cho chúng mày hết đi tù được không? Mày tin là tao lục đôi mẹ tao cho thằng kia đi tù được không? Thôi, bây giờ tao bảo như thế này. Đi lại đâu đi. Đưa tao vào quầy lên. Đưa ra đây. Nhanh lên. Rồi đưa nó thật đi không à? Gọi cho ai? Tao gọi cho chồng tao. Gọi cho ai? Gọi cho hỏi đéo gì? Không có lằng nhằng đây. Thế bây giờ mày gọi đến thằng Dũng bảo là nó rút đơn kiện hộ chị cái nào? Tao rút. Mày bảo rút đi.
vợ chồng tao đến. Bây giờ mày để lang anh chị một tí đi. Để cái đéo gì, chúng mày để tao đéo luôn, tao để lại. Alo chồng à? Chồng ơi, vợ đang ở đâu anh? Nó vợ đang ở bên nhà thằng Kiên. Chúng nó rút vợ từ hôm qua giờ sang đón vợ về đi. Bây giờ vợ đang ở nhà thằng Kiên này. Vâng. Vợ sang à, chồng sang đi. Xem như nào. Vâng vâng. Mày đưa máy anh chị cái nó chạy cái. Chị gì đưa đây. Nói cái gì rồi nó sang. Rồi chồng tôi sang rồi xin lỗi. Nói ba một lời thẳng mặt luôn. Thì thôi bây giờ coi như là chị thả mày ra cho mày về Hồng Dũng. Còn mày bảo Hồng Dũng là bỏ cái đông kiện xuống, không có kiện cáo gì nữa. Coi như là thôi. Bảo Dũng rút luôn kiện đi. Thôi không thích rút đấy. Rút ra để các ông các bà lần mặt tôi à? Lần mặt cái gì? Tao chẳng lần mặt gì với mày cả, tao mà trẻ con. Đấy bà đứng nói chuyện tôi, bà có thái độ, bà còn kiểu gân cổ lên chửi tôi, cãi tôi đấy. Chị không có cãi gì em cả, bây giờ chị nói thật là gia đình chị chỉ muốn yên ấm thôi. Còn bây giờ thì bọn em thì bọn chị cũng thả em ra. Thì bây giờ em cho chồng chị về. Bây giờ các em đâm đơn lên trên công an làm cái gì, làm cho tao chuyện làm cái gì lên. Tao đi nói chuyện chúng mày. Còn vợ chồng tao sang này tao mới nộp đơn kiện tôi bỏ ra đứng lệnh tao. Thôi em ơi. Cái lúc mà chúng mày đánh đập thành hạ tao thì chúng mày đéo xin đâu bỏ ra. Chị em mình cũng là em dâu. Thì thôi. Bây giờ em nể tình bố với cả là nể tình thằng Dũng. Thì em bảo thằng Dũng là bỏ cái đơn kiện xuống xong rồi chị em mình lại bình thường với nhau. Chứ bây giờ làm cái gì mà phải lên trên tận công an làm gì cho nó khổ đời. Các bạn đừng có nói nhiều. Anh chị em trong nhà. Chúng mày đánh đức tao báo ngoan thì bây giờ tao báo thật đấy thì chúng mày còn như nào nữa. Thôi mọi người cùng trong nhà mà. Đừng có làm mặt tao, đừng động người tao. Không ai thách thức em cả. Thật sự là chị không có thách thức gì em. Chỉ mong là bây giờ là thôi hai đứa bình tĩnh xong rồi hai đứa rút lại cái đơn kiện đấy cho chị. Để cho anh kia là anh về. Là hai vợ chồng chị không bao giờ dính líu động chạm đến vợ chồng em nữa. Không xin xỏ đất đấy chị cũng không. Thôi bây giờ lấy tình đi. Bây giờ chỉ cần làm. Bây giờ nhá em quỳ xuống em xin chị đấy chị. Không đứng lên chồng lên. Sao đi cả lũ chung mày ấy. Thằng nào đốt vào tao. Đây cả luôn đây. Còn nha tao báo công an hết rồi nhá. Còn bây giờ thằng Kiên ấy đang ở trên kia rồi à. Thôi Dũng ơi chị bảo. Bắt đầu hình ra bà đi ra đứng lên chồng. Bây giờ không chỉ em gì cả. Còn những gì ấy, thằng nào nhốt vào tao chúng mày phải trả giá hết chưa. Dũng ơi mày nể tình chị, mày rút hộ chị đơn kiện cho anh Kiên anh về cái. Dù gì anh Kiên cũng là anh đẻ của bạn mà. Đến lúc mà chúng mày hành hạ tao đến đập tao, lúc tao ba xin chúng mày chứ nào. Chị sắp đẻ cả rồi chúng còn nói đánh đập em à. Thôi chú chó em đến coi là treo lên đập tao vào tao. Này bạn ơi bây giờ tôi biết lỗi rồi. Nói vào tao. Bạn đây bạn có gì đúng động người cho tao. Bạn ra. Bạn đi rút đơn kiện thả. Đúng rồi bạn rút đơn kiện đi. Này mày nghĩ xin là được á. Tại sao lúc chúng mày làm với đối xử với vợ tao chúng mày không nghĩ hậu quả chúng mày đi. Thì lúc đấy là thật sự là gia đình nhà chị bên này bức xúc quá nên là mới đối xử với ngọc như thế. Bây giờ thì gia đình chị thôi. Còn chị nữa. Chị là chị ruột em. Chị như nào chị cũng phải nể vợ em một tí chứ. Bây giờ chị biết lỗi rồi. Thôi chị biết lỗi rồi, chị xin lỗi hai đứa. Bây giờ mày giúp hộ chị đơn kiện. Thôi Dũng, bạn rút đơn kiện đi. Em nói thật luôn, công an người ta giải quyết, người ta làm việc với nó rồi, em không bao giờ rút được đâu. Còn kể cả đưa tiền cho bọn công an cũng không giải quyết được nữa. Dũng ơi, mày thương chị sắp đẻ nơi rồi này, bây giờ mày cho anh Kiên lên đấy. Bà lúc bà chửa bà hăng lắm mà, bà đánh đập tôi kinh lắm mà. Em yên tâm, công an người ta làm đúng theo pháp luật, người ta không làm cái kiểu mà đút lót tiền đâu, em hiểu không? Nói nhiều gì còn thích ấy. Thì tôi cho các người lên hết qua luôn. Đi tù luôn. Thôi Dũng ơi. Xin cái gì? Mày bỏ ra. Thôi đừng mà xin sổ gì cả. Đây mới là thằng Kiên mới ngồi đây thôi. Còn đừng lại tao mà đưa tao cho từng đứa một lên đấy đi tù hết nghe. Thôi, chưa? Thôi có gì tao mày nữa mày về tê luôn. Bây giờ lúc chúng mày làm chúng mày không suy nghĩ cho người khác đi. Còn bây giờ hậu quả chúng mày đến rồi đấy. Bây giờ chúng mày xin. Lúc đấy vợ tao sai rồi tao không biết đi. Này. Bây giờ như thế này. Bây giờ chị nói chuyện như thế này. Là chị với anh Kiên không có dính líu lên hai vợ chồng em nữa. Bây giờ coi như là làm hòa. Vợ em nó cũng ra ngoài. Bây giờ chị thả nó ra cho nó về với em. Còn lại là sổ đỏ thì chị cũng không dính líu nữa. Chị không hỏi han gì nữa. Rồi, ông bà nói chuyện đơn giản đấy. Bà nói chuyện đơn giản đấy. Bây giờ bà nói là bây giờ cho hòa. Sao lúc bà lại lập mặt tại sao? Lập mặt đâu? Nói chung là không nên tin em ạ. Không nên tin nhá. Bây giờ chỉ cần thả Kiên ra thôi. Là bây giờ bọn thư không cần là sổ đỏ bên đấy nữa. Bây giờ không, ai tin? Không dính líu bên đó nữa. Mày nói như thế ta nói trăm câu được. Nói ai tin? Kể đi em bây giờ. Nói cho đi về. Đi về đi. Nói nhiều nể tình chị là chị. Thôi Dũng ơi bạn nể tình đi. Thôi Dũng ơi. Đi ra làm việc rồi. Dũng ơi. Đây mà nói chuyện với công an. Bạn nể tình là anh em ở đây lâu nay rồi. Bỏ ra. Bỏ ra đi. Bỏ ra đừng đồng với chồng ơi. Hai đứa giúp chị với. Thôi Dũng ơi bạn suy nghĩ lại đi. Dũng kể đi em. Bạn ơi tôi xin bạn ạ.
Ơn bảo đồng bảo đi ra con về đi. Không đi ra. Đi ra đi. Bảo đi ra. Bảo đi ra rồi đúng không nhỉ? Bạn bảo thôi bảo suy nghĩ lại đi Dũng ơi. Anh kia thế không được. Kệ nó như nào. Đi lên trường đi tù hết đi nhá. Ôi ơi, không biết như nào ấy. Tại mình bắt nó kiểu hành hạ quá ấy. Thế là thằng Dũng nó biết là chắc cái chắn là mình bắt nó rồi nên nó báo ấy bạn ạ. Nhưng mình làm thế mình cũng sai bạn ạ. Đúng rồi, mình nhốt nó thế cũng không mình đúng rồi. Mình chưa xử lý cái hậu quả này. Lấy máy phải gọi điện cho anh Kiên xong được không? Hay bây giờ sợ người ta thu điện thoại rồi người ta không cho liên lạc ấy. Kéo giờ người ta thu điện thoại rồi chị à. Tôi chợ không gọi đâu. Gọi thôi thuê bao hay bao chị ạ? Máy bận. Người ta thu mà chị. Người ta thu điện thoại mất rồi. Bây giờ làm nào chị? Bây giờ không biết là như nào. Bây giờ chỉ có bảo con Ngọc với thằng Dũng nó rút đơn thôi. Đúng rồi. Tiền ra thôi. Thôi bây giờ không biết làm kiểu gì nữa. Hay là tớ sang tớ gọi điện cho bố tớ sang tớ gặp bố tớ bảo bố tớ xin Ngọc với thằng Dũng là rút đơn xuống bố chị càng chứ để ngày chứ để lâu quá còn lâu mới xin được bạn ạ. Bên chị nói ra bác tháng này chị chỉ đấy thôi chị ơi bây giờ chị đừng sang nữa chị không về không đã sẵn sàng chị ạ. Thôi chị ơi chị ở nhà đây chị ạ. Bây giờ chị sang bác lại chửi chị đi. Chị sang bên nhà chị nói chuyện với Ngọc với cả là thằng Dũng như thế nào. Thế thôi bạn sang đấy. Sang thì mày nói thêm đi ạ. Có gì để xem bảo tớ nhá. Nói chuyện với cứ để xem lo lắng quá bây giờ biết làm nào. Giờ lo ai cũng lo lắng cho anh Kiên mà. Tớ sang thêm tình hình như thế nào để có thể nói nhẹ nhàng với bác được. Chị đi cẩn thận chị ạ. Lo lắng quá rồi. Giờ nó ra rồi nhớ lên bạn. Đó. Giờ hai mặt giờ Dũng nó báo công an phát rồi con này lên mặt mà tính trước rồi. Bây giờ mày phải hiểu lắm lúc nó thế thì chắc chắn là Dũng nó biết rồi. Vì mình bắt nó hai lần rồi. Đúng rồi. Thằng Dũng nó biết là ngay là giờ con lóng tin thế là biết thằng Dũng nó biết ngay là bọn mình bắt mà. Bây giờ làm nào bây giờ? Chả biết được cách nào nhưng bây giờ chỉ có xin nó thôi, xin nó rút đơn kiện thì. Thì bây giờ anh em mình phải thôi. Anh em mình phải cầu xin nó thôi chứ sao giờ? Rồi chỉ sang cầu xin định nọt nó cho nó rút đơn kiện thôi. Đúng rồi, chứ giờ không biết làm cách nào nữa đây. Thôi anh em mình hay sang đấy đi. Thôi đi sang đấy đi. Sang đấy nói chuyện với nó sao? Không lỡ là gì chị thử bên đấy ấy. Đúng rồi.